Còn riêng với Trương Minh Quốc Thái trong bộ phim Chuyện Khác Mẹ thì cái nhân vật của Quốc Thái đảm nhận là nhân vật Phước. Cái nhân vật này thì cũng là một người trí thức, có học và có chí tiến thủ. Đặc biệt là ông này có thể bất chấp bằng đạt được những điều ông muốn. Và cái điều khác giữa cái ông Thức của rồi 30 năm sau và ông Phước của Chuyện Khác Mẹ đó là ông Thức á, ông suốt đời ông chỉ yêu một người phụ nữ thôi. Còn ông Phước á, thì trong bộ phim này có tới ba bà vợ, đó là vợ chính thức thôi, rước về nhà thôi, còn đâu đó thì mình không biết. Và điều đặc biệt của nhân vật Phước đó là khi mà ông ta trải qua thăng trầm và đứng trước cái tình huống mất hết tất cả thì ông ta mới nhận ra một bài học, đó là hạnh phúc gia đình đó là một cái hạnh phúc quan trọng nhất mà ông ta đã đánh mất từ lâu. Thì đây chính là một cái bài học cảnh tỉnh khi mà mọi người xem bộ phim này. Và trong bộ phim á, nhiều người hỏi thì có cái những kỷ niệm nào mà giúp diễn viên gắn bó hay là ghi dấu ấn với nhau? Em thấy là cái kỷ niệm trong đoàn làm phim, ở tất cả các đoàn mình đi qua, anh có để ý một cái kỷ niệm mà luôn luôn khiến tất cả anh em mình nhớ nhất là ăn uống với nhau. Đúng rồi. Rõ ràng chỉ có ăn uống với nhau là nhớ nhất thôi. Nhưng mà đặc biệt là trong cái đoàn phim này thật sự rất dễ thương. Từ ekip cho tới anh chị em diễn viên rất là hòa đồng với nhau. Đặc biệt hình như là do những cái những bạn diễn của Nhật Hạ nè, rồi Trúc Mây nè, rồi Đặng Quốc Linh, rồi Trần Phong nè, xem xem đúng nhau. Anh Thái nhắc đến cái chuyện này khi mà anh Thái nhắc đến những cái bạn diễn như Hạ nè, Trúc Mây, Đàm Phương Linh, rồi anh Trường Phong thì Hạ mới có một cái điều này rất là vui. Thực sự mà nói luôn, anh Thái là cây đa cây đề ở trong đoàn luôn. Tại vì Hạ, Mây là đóng vai mẹ của Hạ và chị Linh, thì nói chung là anh Phong tất cả đều xem 92, 93, 94, 95, Lily Chen thì 95, 96 gì đó. Nói chung là cũng là 9X đời giữa, đời cuối nữa. Nên là khi mà anh Thái ảnh ngồi anh diễn với tụi em, Hạ cảm thấy là phim này anh Thái trẻ ra rất là nhiều luôn. Mà phim này là anh Thái ảnh trẻ hơn nè, ảnh quậy hơn, ảnh hư hơn đó nha. Chứ hồi mà đóng bộ 30 năm sau á, ảnh rất là điềm tĩnh, rất là trầm tĩnh, rất là mình cảm thấy là rất là đạo mạo, cũng hơi khó gần tí, mặc dù anh cũng hay giỡn. Nhưng mà phim này mà ngồi một bàn mà những cái cảnh mà sum họp gia đình nha, Hạ, chị Linh nè, rồi Mây, rồi anh Phong nè, ngồi ở đây là anh Thái ảnh bùng lụa thoải mái, nghĩa là anh cảm thấy anh trẻ lại rất là nhiều. Nên là em mới hỏi là cái cảm xúc của anh như tụi em á, thì tụi em làm việc với các anh lớn là một cái chuyện rất là bình thường rồi, bởi vì tụi em là diễn viên trẻ không à, khi đoàn nào tụi em cũng sẽ gặp những cái anh chị rất là lớn hơn mình. Nhưng mà với anh, đặc biệt trong phim này là em thấy anh đóng với một dàn từ con cho tới vợ đều là 9X mà 9X mà 9X đời cuối với lại đời giữa chứ không được 9X đời đầu nữa đó. Thì anh có cảm xúc gì không? Thật ra là Quốc Thái đánh lừa Nhật Hạ đó. Tại vì trong bộ phim Rồi 30 năm sau á, mình đóng một vai rất là dữ, rất là ác và bề ngoài rất là đạo mạo, cho nên là lúc nào mình cũng phải tạo cái phong nhân vật như thế này đó. Và qua cái bộ phim này Chị Em Khác Mẹ thì lại một cái tính cách khác. Rồi ông này ông cũng đời thường hơn. Cho nên là lúc nào cũng hòa đồng với mọi người. Và đặc biệt là Quốc Thái đóng với Nhật Hạ thì Nhật Hạ với con của Quốc Thái thì rõ ràng nó dễ rồi. Nhưng mà riêng với lại Đặng Phương Linh á, thì lúc thì đóng với Đặng Phương Linh là Đặng Phương Linh với con, lúc thì Đặng Phương Linh là đóng vai người yêu, bởi vì trong bộ phim này Đặng Phương Linh đóng tới hai vai là vừa mẹ vừa con nữa, cho nên mình phải phân biệt rõ ràng đâu là mẹ đâu là con để mà diễn. Thì khi mà gặp con á, thì mình không có ưa cô con gái này mà đánh suốt, nhưng mà với khi mà đúng là với người mẹ là người phụ nữ mà ổng yêu suốt đời luôn, cho đến khi chết ổng vẫn nhắc cái tên Lệ Hà đó. Thì rõ ràng hai cái cùng một cái nhân dáng khuôn mặt gần giống nhau, bởi vì là một người đóng mà, nhưng mà mình phải diễn với hai thái độ khác nhau. Và đặc biệt là thêm nữa là Trúc Mây đóng vai người vợ tạo khang của ông Phước từ đầu tới cuối. Nói chung là ông này chỉ làm khổ cái cô Bạch Liên này thôi, người vợ chính thức này thôi. Cho nên là nhìn thấy rất là tội nghiệp. Nó may sao em khóc từ đầu đến cuối. Anh có để ý không mà quý vị khán giả cũng để ý nha, tất cả những người phụ nữ mà đi qua cuộc đời của anh Thái là ai cũng khóc hết, từ phim trước đến phim này. Phim trước là
Hạ với lại chị Trúc khóc từ đầu đến khóc quá thì khóc sưng luôn mắt. Từ qua đến phim này cũng vậy luôn, cũng Hạ với mày khóc đến mức độ mà anh nói con này không thể làm ơn được khóc nữa nha Hạ, đừng khóc cảnh này nữa nha Hạ, nó ok muốn cảnh này cũng không khóc nữa. Rồi vô phim cũng khóc, khóc một vòng xong khóc quá trời khóc anh Thanh, cho nó là vô cái thế rồi không khóc không được. Mà em muốn biết đó là đời thường á anh thích đóng với tụi em chính thức được không? Thích, thích chứ, anh Thanh trẻ hơn đúng không? Đúng rồi, tự nhiên thấy mình phơi phới mình trẻ ra đúng không? Với lại một cái nữa là cái đoạn này như nó hợp nhau cái vụ ăn uống á. Có tăng ký không? Hợp mày quá, nói chung mình cũng phải điều độ kiểm soát, như là kiểm soát cho nên là không có bị tăng ký. Nhưng mà rõ ràng là hầu như là cái buổi đi quay nào á cũng ăn, cũng có đồ ăn hết, hết người này đại như người kia đại và mọi người rất là vui vẻ hòa đồng với nhau. Mà đến nỗi mà Vũ Thái nói chơi vui với anh em là không muốn cái đoạn này kết thúc phim, muốn là sau này nguyên cái ekip bê sang một cái phim khác nữa và đi với những cái thành đúng rồi là... Em hỏi ba sau phim này ba hư quá nha, tại vì biết sau ông phim này ổng hơi nói cho vui là hơi lan chạ chút xíu, ổng có yêu nhiều cô mà không kiếm yêu một người phụ nữ thôi, thì Hạ cảm thấy là đúng là khi mà chỉ là một cái câu chuyện vui thôi thì mình vẫn học được một cái bài học từ đàn anh của mình, là mình hóa thân thành cái nhân vật đó thì mình nghĩa là tạo cái cuộc sống của mình, cái hành động xung quanh của mình trong cái ngày mình làm việc á là cái nhân vật đó luôn, thì khi vô phim á nó sẽ dễ chịu hơn. Giống như có những cái câu thoại từ cái vai con Phước như là cái con mẹ đó, mẹ mà tới hả, là tôi cảm thấy rất khó chịu. Nói chung là những cái từ ngữ mà mọi người sẽ không bao giờ nhìn thấy ở cái vai diễn trước, cũng là phiên xưa, cũng bộ đồ này và cũng tóc tai giống như vậy, nhưng mà chỉ những cái từ ngữ sử dụng bình thường hàng ngày nó tạo nên là một cái nhân vật rất khác. Và đó là cái bài học mà Hạ nghĩ Hạ và những diễn viên trẻ sẽ học được từ anh Thái. Còn khi Hạ làm việc với Linh nè, với Mai thì cũng là những người bạn đồng trang lứa, biết nhau từ thời 18-19 tuổi rồi, đứa nào cũng gặp nhau từ cái lúc còn rất là nhỏ, bây giờ đóng phim chung với nhau. Thì mỗi bạn sẽ có một cái điểm hay để mình học. Ví dụ như Mai diễn bà già rất hay, đó là một cái điều mà mọi người xem mọi người sẽ cảm thấy rất nể cô bạn của Hạ luôn. Từ cái vai cô gái yêu anh thời là chắc năm 30, là 18-19 tuổi vậy đúng không, cho đến khi vai mẹ của Hạ luôn, mà hai đứa bằng tuổi nhau mà đóng vai mẹ của Hạ, một người 60 tuổi mà Hạ cảm thấy là Mai hóa thân rất hay. Từ cái đi, cái cách mở cửa, cái nhìn cũng rất là già, mà Hạ diễn Hạ cứ nhìn bạn mình hoài, mình nhìn mình cười hoài, cái Mai mới hỏi là Hạ làm gì nhìn Mai Hạ cười rồi vậy, cái Hạ nói dở một câu là bà bớt già được không Mai, nhìn bà già quá tôi mất cười chịu không nổi, thật sự rất là hay. Còn chị Linh á thì từ đó đến giờ Hạ luôn luôn để chị Đàm Phương Linh ở một cái là chị luôn luôn chỉnh chu mỗi khi mà chị Linh xuất hiện. Chị xuất hiện buổi sáng như là thật sự nha, nếu mà em nói vui thôi, em buổi sáng em bước vô phim trường thì khi không mắc có anh không nhận ra em. Không, ba biết Ủa ba biết hả? Con quên là ba đã từng nói rồi, ủa sao? Xong sáng sớm con mới vô mắt còn nhỏ vậy. Đúng không? Đúng. Xong chiều là mắt to ra. Mắt to ra là nhờ make up với là nhờ khóc nhiều đó. Thật sự là em mà buổi sáng bước chân vô phương trường là không ai nhận ra em, nhìn em rất ghê, mọi người nhìn rất tàn, nhìn ghê lắm. Còn chị Linh từ đó giờ buổi sáng mà chị xuất hiện thôi là chị đẹp ngời ngời, giống như là chị make up đâu từ 4-5 giờ sáng chị mới bước lên đài. Rồi làm việc cũng rất là nghiêm túc và chơi ra chơi và làm việc ra làm việc, thì Hạ cảm thấy rất là vui khi mà ngày hôm nay Hạ được đa phần đó giờ Hạ làm việc với lại các anh chị lớn hơn Hạ rất là nhiều. Đây có thể là một trong những bộ phim đầu tiên á mà Hạ được làm việc với các bạn đồng trang lứa, Hạ cảm thấy rất là vui và học được từ những anh lớn là một cái vấn đề khác rồi, học được từ những người bạn đồng trang lứa với mình á, Hạ cảm thấy rất là thú vị với cái điều đó. Và như anh Thái nói là trong đoàn có rất là nhiều những cái niềm vui, nên là vì vậy cũng sẽ có rất là nhiều cái kỷ niệm. Có một cái kỷ niệm rất là mắc cười là ngay cái ngày quay đầu tiên của Hạ là ngày quay ở Đà Lạt, Hạ bấm máy chung với là anh Trường Phong, thì đó là lần đầu tiên hai anh làm việc với nhau luôn. Thì Hạ diễn cái cảnh ở ngay thác anh quét, nếu mọi người có xem phim rồi sẽ thấy cảnh là Hạ cái cảnh nó tâm lý rất là nặng luôn, và Hạ phải uống 4 cái ly rượu, mà cái ly đó được pha từ rượu nho với lại coca hay sting gì đó, thì Hạ uống 4 ly đó là trong cái toàn là Hạ tắt tiếng luôn, tắt mà tắt đâu mấy tuần sau mới có tiếng lại. Và khi mà diễn những cái cảnh mà dễ thương ở trên giường mà kiểu ôm ấp nhau hay gì á, Hạ thường hay nói giỡn với anh Phong là một cái câu rất là kiểu quyến rũ của một người vợ, kêu là em chỉ cho anh lên giường với em thôi chứ ai mà cho anh chui trong mền đâu, rất kiểu dễ thương vậy. Mà cái giọng nó khàn y như giọng đàn ông vậy, ông Phong ảnh không thể nào gặp vai được. Anh bảo là tại sao tôi có thể nằm kế bên một con nhỏ mà giao diện thì phụ nữ nhưng mà cái giọng thì đàn ông. Cho đến khi về Sài Gòn gặp anh Thái không nói đâu, trời sao cái giọng con này nghe thấy ghê quá. I love you, nhìn Thái ơi. Đó là những cái kỷ niệm mà chia sẻ rất là vui của hai anh em Hạ và anh Trương Quốc Thái.
Hãy hy vọng là bộ phim Chị Em Khác Mẹ sẽ mang lại cho quý vị khán giả một cái không khí mới, một cái món ăn tinh thần vào mỗi buổi chiều mình xem phim, và thấy được là cái sự tiến bộ mỗi ngày của Hạ cũng như là tài năng rất là vượt bậc của các anh chị diễn viên nhà của Nam Trinh Nước Thái ạ. Hy vọng rằng quý vị sẽ đón xem và giới thiệu mọi người cùng xem bộ phim Chị Em Khác Mẹ. Và hẹn gặp lại quý vị trong những bộ phim tiếp theo có mặt Quốc Thái cũng như là Nhật Hạ và những anh chị em khác trên các kênh truyền hình Việt. Còn bây giờ thì với Nhật Hạ và Quốc Thái xin chào và hẹn gặp lại.